Chào các bạn, đây là cái mẫu đèn liền thể 500W, một bộ sản phẩm của đèn sẽ gồm có thân đèn, cái chân, remote điều khiển, bộ phụ kiện ốc bắt, sắt hướng dẫn và cái bát để gắn vào thân đèn ha. Đối với mỗi đèn liền thể thì tấm pin nó sẽ được gắn liền vào thân đèn, nó khác với các loại đèn pha bình thường nha các bạn. Đây, tấm pin nó sẽ được gắn chung vô thân luôn ha. Theo đèn thì sẽ có là tấm pin poly có công suất là 30W. Đây là chi tiết tấm pin ha. Tấm pin này khá là to luôn. Mình sẽ đo kích thước của tấm pin. Chiều dài của tấm pin là 59 cm. Chiều ngang của nó là 33.5 ha. Này, kích thước tổng của thân đèn mình tính tới mét ngoài này nha các bạn, là 67.7 cm chiều dài ha, chiều ngang là 34 cm. Đèn thì có tiêu chuẩn chống nước và chống bụi là IP67, đảm bảo mình có thể gắn ngoài trời được theo trong thời gian lâu dài được nha các bạn. Đây, vỏ của đèn thì sẽ làm bằng nhựa ha, nhựa ABS khá là dày nha các bạn, nhựa khá là dày và chắc chắn ha. Theo đèn thì nó sẽ có 800 chip led bên trong ha. Nó sẽ chia thành nhiều hộc nhỏ, mỗi hộc thì sẽ có 40 chip led. Mỗi hộc như vậy là 40 chip led nha các bạn. Khối pin theo đèn thì có dung lượng là 30.000 mAh. Thì đèn thì sẽ có hai chế độ sáng chính là sáng liên tục và chế độ cảm biến chuyển động. Đây là các chế độ trên remote nha các bạn. Đây, chế độ cảm biến chuyển động ha, đèn sẽ sáng mờ, khi có người di chuyển ngang qua nó sẽ sáng mạnh lên. Đây là chế độ sáng liên tục. Chế độ sáng liên tục 2 giờ, sáng liên tục 3 giờ, sáng liên tục 4 giờ. Đây, hai chế độ này là chế độ sáng liên tục 2 giờ đầu, sau đó thì chuyển sang chế độ cảm biến chuyển động ha. Sáng liên tục 3 giờ, sau đó thì chuyển sang cảm biến chuyển động. Với hai chế độ này thì mình thấy khá hay nha các bạn. Tại vì khi đầu giờ tối mình cần sáng mạnh ha. Nó sẽ sáng mạnh cho mình mà khoảng 3 giờ đầu, sau đó thì nó tự động chuyển sang chế độ cảm biến chuyển động, giúp tiết kiệm pin ha. Đây. Khi lắp đèn thì mình phải nhấn nút on lên nha các bạn. Đó, đèn sẽ báo đèn đỏ và nó sẽ bật sáng lên. Khi nó bật lên rồi thì mình mới sử dụng remote được ha. Thì mình tắt lại, mở ha. Mình sẽ sử dụng chế độ cảm biến chuyển động ha. Đó. Với chế độ cảm biến chuyển động thì đèn sẽ sáng mạnh khoảng tầm 10 giây, sau đó nó sẽ sáng mờ xuống ha. Mình sẽ để chút cho nó sáng mờ xuống nha các bạn. Đó, nó sáng mờ. Đó, có người di chuyển ngang qua nó sẽ sáng mạnh lên. Chế độ này rất là hay nha các bạn. Các bạn có thể lắp ngoài sân ngoài cổng ha. Mình có thể sử dụng chế độ này để chống trộm được nha các bạn. Khi mà trộm đột nhập vào nhà mình mà đèn nó sẽ tự động bật sáng mạnh lên thì nó sẽ kiểu như nó giật mình nha các bạn. Trong nhà thì mình cũng biết được là đang có người đột nhập vào ha. Chế độ sáng liên tục. Đây là các chế độ của đèn ha. Đây là độ sáng của đèn các bạn. Đèn rất là sáng luôn ha. Đây. Độ sáng đèn rất sáng đây. Và đèn thì có chế độ auto ha. Ban ngày thì nó sẽ tắt và nó sẽ sạc pin nha các bạn. Ban đêm thì nó sẽ tự động bật lên ha. Đây, như mình quay cái đèn về cái đèn chạy sáng của mình đây. Nó nhận sạc rồi ha. Đó, nó đang nhận sạc đây. Mà khi mình úp cắm pin lại kiểu như trời tối thì nó sẽ tự động bật lên. Đây là chế độ auto của đèn ha. Rồi, giờ mình sẽ khui ra xem cái nội thất bên trong của đèn luôn nha các bạn. Đây là bên trong của đèn. Bên trong thì nó sẽ có 6 viên pin. Một đó 32650 ha. Pin này là pin 32650 nha các bạn. 6 viên ha.
tổng dung lượng của nó là 30.000 mAh. Đây là cái mặt chính của nó đây. Cái mặt này thì cũng như các loại đèn bình thường ha. Cái mặt chính thì nha các bạn. Đây là độ sáng thực tế của đèn nha các bạn. Mình nâng lắp ở chiều cao chắc tầm 4 mét thôi. Các bạn nâng lắp nó cao hơn một chút nữa ha, khoảng tầm 5 mét hơn thì nó mới sáng rộng nha các bạn. Đây, mình đang để chế độ sáng liên tục á, độ sáng mạnh nhất ha. Nguyên cái cổng của mình đây là sáng giật luôn nha các bạn. Rồi, giờ mình sẽ chuyển sang chế độ cảm biến nha các bạn. Rồi, qua chế độ cảm biến thì một chút thì đèn sẽ tự tắt ha. Rồi, nó sẽ lưu xuống, có chuyển động thì nó sẽ sáng mạnh lên. Chế độ này nhằm tiết kiệm pin ha, cũng như để cảnh báo trộm cũng rất hiệu quả nha các bạn. Bình thường thì đèn sẽ sáng mờ, khi có người di chuyển là đèn sẽ sáng mạnh lên ha. Mình cũng có thể dùng để cảnh báo trộm ha. Cảm biến rất nhạy nha các bạn. Đây, đó, mình đứng ở đây mình di chuyển nhẹ thôi, đèn cũng tự bật rồi ha.